Tiến Linh lên tiếng sau trận đội tuyển Việt Nam thua Oman. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh thể hiện quyết tâm đứng dậy sau trận thua Oman, đồng thời cho biết anh và toàn đội sẽ chiến đấu hết mình ở phần còn lại của vòng loại World Cup. Tiến Linh là cầu thủ Việt Nam ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội tuyển Oman trong trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đêm 12 tháng 10 vừa qua. Tính cho đến thời điểm này của toàn bộ hành trình vòng loại World Cup 2022, Tiến Linh đã ghi tổng cộng 7 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Anh đang là chân sút tốt nhất của đội tuyển ở giải đấu này. Ngoài ra, Tiến Linh cũng được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC xếp vào nhóm các chân sút có triển vọng tốt nhất châu Á. Sau thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Oman, tinh thần của đội có đôi chút dao động. Mặc dù vậy, bản thân Tiến Linh nhanh chóng lên tiếng. Anh viết trên trang cá nhân của mình, vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó, tiếp tục chiến đấu. Ngoài ra, trung phong hàng đầu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại cũng nói lời cảm ơn mọi người đã ủng hộ và động viên anh sau các trận đấu đã qua tại vòng loại World Cup. Trong đó đặc biệt có những ý kiến so sánh Tiến Linh với các chân sút nổi tiếng trong việc săn khoảng trống trong khu cấm địa của đối phương để ghi bàn như Thomas Müller của Đức hay Lewandowski của Ba Lan. Ở hai trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam trước tuyển Trung Quốc ngày 8 tháng 10 và trước Oman ngày 12 tháng 10, Tiến Linh đều ghi bàn. Đầu tiên là pha chạy chỗ thông minh phá bẫy việt vị của đội tuyển Trung Quốc, nhận đường chuyền của Quang Hải, sau đó bình tĩnh sút vào góc hẹp đánh bại thủ môn đội Trung Quốc. Tiếp đó là pha xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, đá bồi vào lưới Oman sau tình huống sút bóng của Hồ Tấn Tài, chạm tay thủ môn đội Oman khiến bóng văng đến đúng vị trí của Tiến Linh chọn sẵn. Hiện giới bóng đá trong nước cũng đã có một số so sánh Nguyễn Tiến Linh ở hiện tại so với các trung phong nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam là Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh. Tuy nhiên, chi tiết không thể không nhắc đến ở chỗ Tiến Linh giàu thành tích ở cấp độ đội tuyển quốc gia hơn hai người đàn anh nọ. Đồng thời, Huỳnh Đức và Công Vinh chưa bao giờ được AFC xếp vào nhóm tài năng triển vọng của bóng đá châu Á như Tiến Linh hiện đang được xếp vào nhóm này. Mục tiêu trước mắt của Tiến Linh và các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam là tiếp tục chơi tốt tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, cũng như cố gắng bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Còn mục tiêu lâu dài của Tiến Linh cùng với đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo là rút ngắn khoảng cách về mặt trình độ với nhóm các đội hàng đầu châu Á, giúp đội tuyển Việt Nam có thêm những bước tiến mới.